Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Phụ nữ quyền năng. Ngày hôm nay thì Mai Thu Huyền muốn mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với một nữ doanh nhân rất là tài năng, đó chính là doanh nhân Hoàng Thị Hương. Xin chào chị Mai Thu Huyền, xin chào khán giả của chương trình Phụ nữ quyền năng. Hoàng Thị Hương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Mỹ Anh Hoa. Ngoài thành công trong sự nghiệp kinh doanh của bản thân, Hoàng Thị Hương hiện còn hỗ trợ chồng mình trong việc kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó, năm 2017, cô đã khiến mọi người chú ý nhiều hơn khi giành được danh hiệu Hoa Khôi Doanh Nhân Hoa Khôi được nhiều người yêu thích nhất, cùng giải Hoa Khôi Mặt Đồng Dạ Hội đẹp nhất. Đặc biệt hơn cả, hiện Hoàng Thị Hương là chủ tịch quỹ từ thiện Yêu Thương Cho Em với các hoạt động xây dựng trường cho các trẻ em vùng cao. Rất là vui khi hôm nay lại có dịp để trò chuyện với Hương. Cứ mỗi một lần hỏi là Hương đang ở đâu thì lại thấy là em đang ở bên Pháp mất rồi. Vậy thì Hương có thể chia sẻ về công việc hiện nay của mình như thế nào không? Dạ vâng ạ, em có một cái doanh nghiệp đang hoạt động ở đây. Công ty của em đã mở được khoảng hơn 10 năm rồi. Trong quá trình em qua Pháp thì em vẫn duy trì. Chính vì vậy là mọi người thấy rằng là tháng này Hương Hoàng ở Pháp, tháng sau Hương Hoàng ở Việt Nam. Vấn đề nữa là em hay về Việt Nam vì rằng là em có rất nhiều cái chương trình thiện nguyện ở đây. Chính vì vậy em phải về thường xuyên để mà mình kết nối những cái điều đấy. Cụ thể về công việc hiện nay của công ty Hương đã hoạt động trong suốt 10 năm qua, đã hoạt động trong lĩnh vực gì? Dạ, công ty em là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Mỹ Anh Hoa. Công ty của em là chuyên làm về hoa. Đó thì em hiện tại đang có hai cái cửa hàng hoa, đó là Mỹ Anh Hoa và Paul Flower. Thì em đang điều chỉnh nó thành Mỹ Anh Hoa Garden. Tại vì em thấy rằng cái xu hướng bây giờ đấy, rất nhiều người muốn trồng cây. Và bản thân em rất là thích cây, thực sự là em mê lắm. Lúc em nói trồng là em mê cây hơn mê trồng. Thì em cũng thỉnh thoảng em có giới thiệu về cái mảng tường xanh ở nhà em. Nói chung là từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên là lúc chỗ nào cũng có cây. Và em rất là yêu cây, chính vậy là cái tâm nguyện của em sẽ muốn mở một cái tiệm cây. Đó, và đó là, và trong đó bán cả hoa nữa. Ngoài ra thì Mai Thu Huyền còn thấy là Hoàng Hương thường xuyên xuất hiện trên các livestream. Và có thể nói là một trong những người bán hàng rất là mắt tay, đúng không? Biết là cụ thể những cái sản phẩm mà Hương bán là những sản phẩm nào? Trong cái thời gian mà ở sống bên Pháp, em thấy ở bên Pháp có những rất nhiều cái loại thuốc cũng như là cái loại mỹ phẩm rất là tốt. Chính vì vậy là em cũng kinh doanh thêm cái mảng online về những cái mặt hàng đấy. Ngoài ra em đã và đang làm thêm một cái mảng nữa là mảng về thức ăn sạch Á Âu, chuyên về đồ ăn sạch có nguồn gốc rõ ràng ở Việt Nam. Tại Việt Nam chính ra có rất nhiều cái món ăn đặc sản, cũng như là ví dụ như món chả giò của Việt Nam, ngoài Bắc gọi là nem ấy, thì người nước ngoài khi nhắc đến Việt Nam đấy, ta nhắc cái món đó. Cũng như mỗi lần mà em có đãi tiệc ở nhà em cho những người bạn của chồng em hoặc là bố mẹ chồng em thì em thường xuyên làm cái đó, tại vì là cái món đó là giống như là cái món mà mang tên của Việt Nam. Hương quê gốc Hải Phòng đúng dạ. không? Và đã vào Sài Gòn lập nghiệp. Không biết là cả cái khoảng thời gian bao nhiêu lâu rồi? Em vào Sài Gòn khi 2007. Thì khi đó mà em vào thì nói chung là cũng chân đứt chân giáo, một vấp ngã trong chuyện hôn nhân. Tại vì em đã có một đời chồng trước khi lấy người chồng Pháp này. Sau đó thì cũng là cơ duyên người xem vào Sài Gòn em bán hoa. Đó là cũng em mở một cái tiệm hoa ở Hải Phòng. Đó, và em cũng rất là thành công. Thì khi vào đến thành phố Hồ Chí Minh chơi thôi thì em thấy rằng là cái thị trường thành phố Hồ Chí Minh hoa rất là ok. Cái nguồn hoa rẻ hơn, tại Đà Lạt xuống thành phố Hồ Chí Minh nó gần hơn. Và thứ hai là cái nhu cầu của người thành phố Hồ Chí Minh dùng hoa nhiều hơn. Trong thời điểm đó thì em ý định tại sao mình không vào đây mình mở. Lúc đấy là hai mấy tuổi? Em lúc đấy là 23 tuổi. Ôi, 22 tuổi gì đấy. Dạ. Và ôm theo con mang đi theo dạ, luôn. Dạ, con lúc đấy thì em ở nhà với bà ngoại. Thì vào đây là một cái sự gọi là ý chí quyết tâm là mình sẽ chiến thắng, tại vì mình tin tưởng vào cái khả năng của mình. Thế nhưng mà khi vào đây thì em bị thất bại. Ở Hà Nội ngày đó thì là người ta bó chuộng cái hoa bó chị. Thế là em mang nguyên cái nguyên bản Hà Nội, vào đây phù hợp. Thì không phù hợp. Thứ hai là cái màu nữa. Có Hà Nội mình thì cái màu tím là cái màu thủy chung, là cái màu yêu đương. Thế nhưng mà trong đây màu tím là màu tăng tóc. Đó, thế là em chơi nguyên tông màu tím. Cửa hàng em là sơn màu tím, xe giao hàng cũng màu tím, cái gì màu tím. Màu không hợp phong thủy. Thế là chính là thất bại. Có nghĩa là lúc nãy con người em lúc nào cũng giống như là cái máu chiến đấu ấy. Thì em vào đây thì em mở 7 tiệm hoa liền một lúc. Ôi. Dạ, 7 tiệm cắt. Lúc có hai mấy tuổi thôi dạ, mà liều như vậy. Cái, có nghĩa là 77 cái Mỹ Anh Hoa. Đến ngày cuối cùng thì em cứng như là giống như là em sụp đổ. Có nghĩa là mình cảm rằng không còn cái gì nữa. Thì cũng vô tình chương trình siêu giống mới đó của chị Thanh Mai, chị làm MC đấy, thì rất là hot. Thì em nằm ở trên giường em tự xem cái chương trình đấy. Em nghĩ tại sao mà mình cái chương trình này hàng ngày mình thấy người ta tặng hoa cho khách mời, mà mình thì hàng ngày mình bán hoa thì mình phải mua hoa nhiều về để mình trưng. Thì em bảo tại sao mình không mang mình tặng cho người ta, đúng không? Mình tài trợ luôn. Tài trợ luôn. Để có nghĩa để mình có cái luồn hoa luân chuyển, để mình có hoa mới. Và mình, hay là lúc đó em rất là thích chương trình đấy, và để mình gọi là
giống như cái thỏ cái lòng yêu thích của mình. Thì em tới em gặp chị Hồng Anh, em bảo chị ơi chị, em rất là ngưỡng mộ chương trình của chị và em muốn được tặng hoa cho chương trình mỗi ngày. Thế chị hỏi em là thế em có cần cái gì không? Em nói không, em chả cần cái gì cả. Thế chị ok, thế thì em cứ như vậy một ngày một lần, cứ sáng 7 giờ là chị quay, bắt đầu 8 giờ cứ chị quay là bắt đầu em cho nhân viên em mang mấy bó hoa tới để tặng chương trình, để tặng người tặng ta cho tặng các khách mời. Dạ. Sau đó thì cứ tháng này tháng nọ qua đi, giống như người ta người ta nhận của mình hoài, thế em thấy ngại không? Thì chị bảo Hương ơi thôi bây giờ chị muốn là em, tại vì chị đấy cũng xinh xắn rồi em cũng được, thì chị muốn là em hay em làm cái chương trình cắm hoa đi, hay là chị tạo cho em một cái chương trình 6 tuần là một cái chương trình em cắm hoa đi. Thì em bảo ok chị, em thử đi. Thế là em quay một số đầu tiên thì em thấy mọi người ok, em nói được mỗi một cái nói ngọng. Bây giờ thấy sửa được rồi đúng không? Về người Hải Phòng là thường hay bị nói ngọng. Dạ. Thì chị mong muốn là em nói chuyện lại cái câu đó là L với N, em phải có nghĩa em phải tránh nó ra. Từ đó là cứ 6 tuần em có một số, và trong cái số đó thì em có quyền là em marketing cho cái thương hiệu của em. Mà chị tưởng ngày xưa 10 năm về trước mà được ngồi với người nổi tiếng, được chụp hình với người nổi tiếng, mà người tuổi đời đó đang là cái người rất là hot, thì em bắt đầu em ấy có những cái phẫu thuật chụp hình cho em, và em lấy cái hình của em chụp với các người nổi tiếng, và em làm lên một cái catalog. Và cái cửa hàng của em lúc đó là trời ơi toàn những hình người nổi tiếng treo lên. Và gọi là rất là nhanh nhạy trong vấn đề liên quan đến marketing ở BIA đấy, là khách hàng mà tao đi vào một cái thì người ta trời ơi cô này cô chắc là cô làm được, mà khách hàng thì yêu cầu là phải cái cô này bó hoa, phải cái cô này cắm hoa thì mới mua, còn cái khách còn cái nhân viên cắm không mua. Và từ đó thì cũng là một cái phần mà em bứt lên. Và cái điều đặc biệt nữa là chị có biết là chị Hoa hậu Hoàng Thị Yến, thì em là cái người đi thi cái cuộc thi đấy đó. Cuộc thi Hoa hậu Quý Bà đấy, dạ, đúng không? Thì cái lúc mà em đang ở nhà thì em thấy rằng là tuyển hoa hậu này nọ cái tiêu chuẩn này kia, thì lúc ấy mình, tại vì em nghèo, em không có gì cả, nói chung là vào Thành phố Hồ Chí Minh thì rất là nghèo, thì có nghĩa là cái chương trình đấy nó tuyển thì mình nghĩ là thôi mình đi thi là tay trắng để mình gọi là mình quảng cáo cho thương hiệu của mình, chứ không phải mình đi để mình chiến thắng đó. Thế thì em mới đi, em mới chỉ biết không, có nghĩa là những cái người đấy, người ta rất là có người nhà đi theo này, hoặc là có những váy áo nói chung là rất là đẹp. Còn mình thì mình có nghĩa là không có cái gì cả ngoài những cái bộ đồ rất là thường. Khi mà đi thi đấy thì mọi người mặc áo dài xã hội. Còn em ấy, chị biết không, em thiết kế cái áo dài của em ấy. Tự thiết kế luôn? Dạ, là em mua cái váy thường ở ngoài chợ đấy. Xong về em kết hoa lên. Dạ, tại vì lúc đấy em không có tiền để mà em thuê áo, chị không? Thì em cũng nhờ, em nhớ là em nhờ một cái chị thiết kế trong hẻm á. Một cái áo đấy em nghĩ là 500.000. Có nghĩa là áo dài rất đơn giản màu đỏ. Quan trọng cái sự sáng tạo của mình. Em kết cái hoa tươi lên, em nhớ em đến tiệm photocopy, xong em nhờ người ta cắt cái bản đồ Việt Nam, xong em về em tự vẽ lên. Em tự vẽ lên cái áo đấy, xong bắt đầu em còn nhớ là cái chị mà cùng phòng với em ấy, là chị được ngủ. Tại mình phải làm, tại mình đâu có nhân viên để làm cho mình đâu. Hoa tươi là phải làm ngay lập tức đúng không? Nó héo mất đúng chị không? Chị được ngủ thì chị cứ thế lọ mọ đêm hôm, cứ thế chẳng phải ngủ cứ. Tại vì em phải dùng cái hoa tươi, phải dùng cái súng bắn keo ấy, mình bắn, mình nhặt đoán nhặt đặt đinh 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 này. Nguyên một đêm. Và em cũng thông minh là em nhờ cái cô MC mà em bước ra sân khấu ấy, thì cô ấy nói rằng đây là thí sinh Hoàng Thị Hương, cô đang mặc trên mình chiếc áo dài bằng hoa tươi do chính cô thiết kế. Có nghĩa là đấy là một cái sự marketing, mà cái mục đích cuộc thi đấy thì em cũng chỉ muốn là marketing cho cái thương hiệu của mình. Em tận dụng hết, cũng như là em thi tài năng ấy thì em cắm hoa tươi. Cái gì cũng liên quan đến hoa. Có nghĩa là cái gì cũng liên quan đến mục đích của mình là mình cắm, mình quảng cáo mà. Đó, và từ đó thì mọi người biết đến em nhiều hơn. Nói chung là cũng là cái điều may mắn, tại vì là khi mà em đã thành công ở trong cái định hoa, lúc mà em quen ông xã em ấy thì em đã rất là thành công rồi, em cũng đã là đứng lên, lúc em tự mua nhà rồi. Từ một bàn tay trắng em phải tự hào một điều rằng là chỉ có những cái cửa hàng hoa thôi là mua những nhà. Những gì em đảm được là do chính cái năng lực của em, chính cái bàn tay của em. Mọi người không tưởng tượng được rằng nhiều người cứ bảo trời em không phải em là siêu nhân hay là người. Có nghĩa là sáng đêm thì làm đến 1 giờ đêm, sáng 3 giờ sáng đã dậy đi lấy hoa. Đó, mà ngày đó lúc đó là không có xe ô tô như bây giờ. Còn ngày đó là có xe máy đi 3 giờ đêm lọ mọ xong đi lựa những từng cành hoa đấy đúng không? Đúng rồi. Và những đêm có những đêm mà em làm hoa nhất là dịp lễ đấy chị, 20 tháng 10 11 đấy. Hoặc là những ngày mà lễ tình nhân đấy là em có những em nhớ kỷ lục là 7 ngày nha, em ngủ trong vòng 5 tiếng. Cả 7 ngày cộng lại. Cả 7 ngày cộng lại ngủ trong vòng 5 tiếng. Trời ơi. Đó, và khi em quen ông xã em thì em cũng là người thành công, cũng có nhà rồi, cũng có xe hơi rồi. Quen ông xã em thì lúc đó đấy là cũng ông xã em mà nói tiếng Anh rất là tệ, và em thì nói tiếng Anh được một chút. Mà mọi người tưởng tượng thời điểm này mà đi chơi với nhau mỗi người cầm cái iPad. nhờ Google Translate mà có những lúc thì nó dịch nó có đúng không, nó sai,
Đó thì bắt đầu là, nhưng mà từ từ thì nghĩa là tình yêu mà. Nó muốn em trêu mọi người, em bảo đâu cần phải nói gì đâu. Cái nhìn nhau thôi, không cần trái phải nói tim. Tại vì tình yêu là đôi khi là nói bằng ngôn ngữ cơ thể. Nó sẽ nhanh hơn. Thế thì em nói đùa vậy, nhưng mà khi mà sang bên Pháp thì em sẽ biết, nói chung học đi học cũng học một chút, rồi cũng nói chuyện với nhau thì cũng quen. Đó, em nói được tiếng Pháp nhờ ông xã em dạy em. Thứ hai là công việc của em thì khi mà đầu em quen ông xã em thì em cũng không muốn qua Pháp. Tại vì là công việc em đang rất ổn định bên này. Không có gì mình tự dưng mình phải ra qua đó làm cái gì, tự dưng mình đang có công việc ngon lành, một tháng thu nhập cũng cả 100 triệu cách đây 7 năm. Từ những người nguồn hàng hoa rồi, tại sao mình phải có đấy làm gì, trong đấy thì mình không biết tiếng, rồi là chả có người thân người quen gì, rồi là chồng mình đi làm suốt ngày, mình ở nhà giống như đi tù ấy. Thực sự là em nghĩ là mình đi tù ấy. Tự dưng trong cái hoàn cảnh như vậy thì tự dưng em lại nói ra tại sao mình không bán hàng trên mạng, tại sao, tại em thấy rất nhiều người bán hàng online thành công đó, thì tại sao mình không làm. Và từ đó là cái nguyên nhân mà em bán hàng online là như là tự vinh, thì mình thấy nhàn rỗi quá, mình không có việc thì làm, mà tính mình đang là có người năng động, đang người mà rất là sốc quá. Và tự dưng sang đấy ngồi không, cứ đi làm, xong chờ chồng đi làm về, xong rồi dọn dẹp nhà cửa, xong rồi lau chùi, giống như mình bị vô dụng. Đó, và từ đó em bán hàng online. Năng lực của con người đến từ kinh nghiệm, và kinh nghiệm thì đến từ những vấp ngã trong cuộc sống. Câu nói này quả không sai với doanh nhân Hoàng Thị Hương. Trước khi đến với thành công của ngày hôm nay, Hoàng Thị Hương đã phải trải qua biết bao khó khăn thử thách, thậm chí từng có khoảng thời gian số tiền vài triệu đồng để trị bệnh với cô cũng là quá lớn. Nhưng vượt lên trên tất cả vẫn là sức sống mãnh liệt, nội lực tiềm tàng nâng bước chân của cô đến với thành công như ngày hôm nay. Tuy đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng điều này lại không khiến Hoàng Thị Hương mất niềm tin vào tình yêu, mà cô lại dùng chính nỗi đau ấy làm bài học cho mình. Để hiện tại, khi đã vượt qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, Hoàng Thị Hương đang rất hạnh phúc bên người chồng ngoại quốc, yêu thương chăm lo cho cô hết mực. Tình yêu chân thành cộng với sự khéo léo, thấu hiểu và biết lắng nghe chính là điều Hoàng Thị Hương dùng để giữ lửa hạnh phúc cho gia đình mình. Mai Thuyền thấy là Hoàng Hương có một quỹ từ thiện riêng đúng không? Bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái hoạt động mà quỹ từ thiện đã thực hiện được? Quỹ từ thiện của em thì em tự mở ra và em tự hoạt động một mình. Cái quỹ của mình là quỹ yêu thương cho em. Và cái quỹ đó thì em chỉ dành cho những trẻ em. Tại vì em nghĩ rằng là đôi khi người ta nghèo thì không phải là số phận. Đôi khi nghèo có thể người ta lười lao động. Nếu như mình không lao động thì mình sẽ nghèo thôi. Và em nghĩ rằng cái người mà giàu ấy thì cái người là cái người ngủ rất ít. Chính như vậy là đôi khi người ta nghèo chưa chắc phải là người ta số mệnh. Em chỉ một phần tin vào số mệnh thôi. Và còn những đứa trẻ đấy thì nó là những trẻ vô tội. Ngày xưa cái quỹ của em ấy thì em chú trọng vào những trẻ em ung thư. Là một năm em có tặng quà rất nhiều lần trong cái bệnh viện ung bướu. Rồi em có những cái chương trình khuyến học. Chẳng hạn khu này những cái bạn mà nói với em là khu này có một cái bạn này chẳng hạn bố mẹ mất hoặc không có lương tự thì em tới đó và em đóng tiền học phí cho bạn hoặc em sẽ nuôi các bạn đấy. Và thời gian gần đây ấy, thì em không làm cái hướng đó nữa. Tại vì cũng rất nhiều mạnh thường quân đã làm cái hướng đấy rồi. Và em chuyển sang hướng khác là em làm xây trường học. Tại vì chị biết rằng khi mà lên trên miền núi đó, tại vì mình ở thành phố đấy, mình không tưởng tượng được cái cảnh mà các em ở trên miền núi người ta khổ cỡ nào. Em lên đó mà em không cầm lòng được có bao nhiêu tiền trong túi, chồng em vậy, bao nhiêu tiền trong túi móc hết ra đưa. Và em đã xây hai ngôi trường tên mình, Hương Hoàng 1 với Hương Hoàng 2. Và sang năm thì em xây một cái nữa, Hương Hoàng 3. Và em cũng tự hứa với lòng mình nếu như trời thương em, cho em sức khỏe, công việc em tốt thì mỗi năm em sẽ xây một ngôi trường tên mình. Thật là rất là tuyệt vời đúng không? Hy vọng là công việc của bạn sẽ thuận buồm xuôi gió để chúng ta sẽ thấy nhiều cái ngôi trường tên Hương Hoàng sẽ còn xuất hiện nữa để giúp đỡ cho các em nhỏ ở những cái vùng sâu, vùng xa còn đang gặp rất là nhiều những khó khăn. Và bây giờ thì Mai Thuyền muốn mời Hương sẽ bước sang căn phòng bí mật, căn phòng số 2 với có tên gọi là Thanh Hỏi, và sẽ có rất nhiều những cái điều thú vị đang chờ đợi bạn ở đó. Rồi sau đó thì Mai Thuyền sẽ gặp lại bạn ở phòng thứ 3 nha. Dạ. Chào mừng doanh nhân Hoàng Thị Hương đến với phòng Thanh Hỏi. Bạn đã sẵn sàng trả lời những câu hỏi của chương trình chưa? Dạ, em sẵn sàng. Được biết, trong một bài phỏng vấn trước đây, bạn đã từng trả lời nhan sắc là gia tài của người phụ nữ. Thì theo bạn, điều đó đúng hay sai? Dạ, cũng đúng anh ạ. Tại vì nếu như mình có nhan sắc thì mình sẽ làm được nhiều việc thành công hơn. Xã hội
phát triển thì cái nhan sắc nó đóng vai một cái vai trò rất là quan trọng trong cái cuộc sống này. Vậy những người thiếu nhan sắc đi thì như vậy là họ là không có gia tài hay sao? Họ trở nên nghèo nàn hay sao? Không phải anh. Cái đẹp ấy thì nó được thể hiện ở ba yếu tố: đẹp hình thức, đẹp về kiến thức và đẹp về tâm hồn. Đẹp hình thức nó chỉ một phần thôi, nhưng nếu có những người mà không có cái đẹp hình thức, người ta sẽ biết làm người ta đẹp bằng cái kiến thức và cái tâm hồn người ta đó. Thì em nghĩ rằng là cái đẹp, anh đang hỏi em là cái đẹp thì em đang nói cái đẹp hình thức. Em khẳng định em là người đẹp và em tự tin vào cái vẻ đẹp của em. Bạn hiện là chủ tịch quỹ từ thiện. Người ta nói làm từ thiện bao giờ cũng có hai mặt của vấn đề. Theo bạn điều đó đúng hay sai? Dạ cũng đúng anh ạ. Tại vì nếu như mà vào từ thiện vào những người mà người ta tham á, tại sao em không muốn rằng là em đi quyên góp tiền của ai cả, không muốn em kêu gọi của ai cả. Tại vì em đã nhìn rất là nhiều tấm gương trước mặt của em là người ta lấy cái danh nghĩa làm từ thiện, làm những đêm nhạc, làm những cái này cái nọ, và cái tiền đó thì chưa chắc đã đến tay cái người mà người ta thực sự khó khốn khó. Thế là cũng rất nhiều người mà dựa vào cái việc từ thiện để mà làm những cái điệp mà nhằm cái việc mà tối tăm. Thế chính vì vậy là chính vì cái điều đó nên là em rất ngại cái vấn đề là mình đi quyên góp ai về vấn đề tiền bạc đó. Và em muốn rằng là mình có tiền thì mình làm, mà mình làm thì mình tự đi làm đúng cái chỗ cần để làm đó. Thì những cái đồng tiền của mình, đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình, tại vì em kiếm cái đồng tiền rất là khó khăn anh ạ. Tại vì em phải thức khuya dậy sớm, em phải live stream mỗi ngày bán hàng, em phải làm nhiều việc lắm để mà em có cái đồng tiền đó, đúng là đồng tiền xương máu, chứ không phải có đại gia cho tiền hoặc là em tiền ở đâu. Chính vậy là khi mà em dùng cái đồng tiền của em thì em rất là kỹ trong cái chuyện mà em tài trợ hoặc là em ủng hộ ai, em rất là kỹ. Và cái đồng tiền em khẳng định điều rằng là cái đồng tiền em đã ủng hộ cho ai đó, đã làm từ thiện ở đâu đó, là cái lời đó đáng được nhận. Theo như cách trả lời của bạn thì chứng tỏ là bạn người rất tự tin. Cái sự tự tin đó khiến người ta liên tưởng đến cái sự độc đoán. Em là cái người phụ nữ không phải độc đoán mà em là người quyết đoán thì đúng hơn. Là mình quyết đoán, mình dám làm, dám đứng ra và dám chịu trách nhiệm với cái việc làm của mình. Còn cái việc mà khi mình trong gia đình của mình thì đương nhiên là cái việc mà mình là cái phụ nữ mà, thì mình phải biết rằng là mình sao phải sống cho nó khôn khéo, mình sao phải sống sao cho chồng mình cảm thấy rằng là hạnh phúc khi bên mình. Mình phải sống sao để chồng mình cảm thấy rằng mình, người ta không là người thừa. Qua cách trình bày của bạn thì cho biết rằng là bạn có rất nhiều bí quyết trong hôn nhân và bạn rất khéo léo trong cách ứng xử. Thì tại sao cái hôn nhân của bạn lần đầu tiên lại đổ vỡ? Dạ, chính vì cái điều đó em đã rút ra kinh nghiệm. Ngày xưa em lấy chồng năm em 19 tuổi anh ạ. Lúc đó là em còn như một tờ giấy trắng luôn ấy. Em không biết cái gì cả. Em không biết cái gì luôn, có nghĩa là mình như một tờ giấy trắng. Mà em còn nhớ ngày xưa mà em lúc em 17, 16, 17 tuổi mà em, mẹ em cho em ra ngoài đường ấy, là mẹ em bắt em mặc hai quần, quần bên trong là phải cột dây chặt vào, và quần bên ngoài nữa để mẹ em nói là không được để cho thằng nào nó động vào. Mà người chồng em thì người ta là một cái người rất là sành điệu trong cái chuyện mà tình yêu này nọ. Thì em nghĩ rằng là em cũng bị đổ vỡ là vì rằng mình đã bị có nghĩa là không biết cách chiều chồng, không biết cách gọi là làm quyến rũ người đàn ông của mình và để người ta phải đi với người phụ nữ khác. Đó là cái nguyên nhân. Và từ đó thì em nghĩ rằng là mình phải rút ra một kinh nghiệm rằng là mình muốn giữ được người chồng mình thì mình phải thay đổi, mình phải đẹp lên mỗi ngày, mình phải quyến rũ mỗi ngày, và mình phải làm sao để chồng mình không thể nào rời xa được mình và không thể kiếm một người đàn ông hay người phụ nào đó mà hơn được mình. Đó là cái mà cũng là rút ra từ bài học đầu tiên anh ạ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ về quan điểm sống một cách rất là chân tình, đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cái sự thành công của bạn trong cuộc sống. Và bây giờ mời bạn bước qua phòng Thanh Huyền. Dạ em cảm ơn anh. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Phụ Nữ Quyền Năng trong phòng Thanh Huyền. Và qua cái câu chuyện mà chia sẻ cái phần đối đáp vừa rồi của Hoàng Hương cũng như là Mr. Hỏi thì Mai Thuyền thực sự là rất là ấn tượng về bạn. Một người phụ nữ rất là cá tính, rất là mạnh mẽ. Nhưng mà rõ ràng chắn giữa những hai cái nền văn hóa phương Đông và phương Tây nó cũng sẽ phải có một cái sự khác biệt gì đó. Bạn đã gặp phải những cái vấn đề gì và mình làm sao để có thể dung hòa được những cái yếu tố khác biệt giữa phương Đông và phương Tây như vậy? Đúng rồi chị, tại vì là nói chung là mình cái văn hóa phương Đông nó khác phương Tây rất là nhiều. Em ví dụ như là như Việt Nam mình đi, đến mình đến chơi ở nhà bạn, mình tặng bạn món quà thì cái người Việt Nam mình phải cất đi, sau đó bạn về thì mình mới mở ra.
Đó, và nhưng mà phương Tây không phải vậy. Có nghĩa là khi mình đến nhà bạn, mình tặng bạn một ngay lập tức. Bạn lập tức bạn phải mở ra. Đẹp hay xấu bạn cũng phải ôm hôn người bạn đó và trời ơi tôi cảm ơn bạn vì bạn đẹp quá, tôi thích quá, cho dù cái món quà đó mình không thích. Có nghĩa là cái người phương Tây người ta thể hiện. Có nghĩa là đôi khi vì Việt Nam mình thì mình yêu, mình ghét để trong lòng. Rồi cái vấn đề mà Việt Nam với Tây nó khác nhau nha chị. Ở Việt Nam mình thì người đàn ông, người ta lấy mình, người ta sẽ quan tâm đến gia đình mình. Tại vì người ta phải cảm ơn bố mẹ mình, thấy bố mẹ mình đẻ ra mình. Và để có một người vợ ngày hôm nay thì mình phải cảm ơn bố mẹ mình. Nhưng bên nước ngoài không vậy. Đừng bao giờ các bạn nghĩ rằng là các bạn lấy một người nước ngoài, các bạn hòng là các người nước ngoài đó báo hiếu với bố mẹ mình. Đó là một cái mà em rất là sốc. Tại vì cái người quan điểm người phương Tây đó, người ta quan điểm như thế này, con cái là tự mình muốn đẻ nó ra, chứ không phải là tự dưng con cái gọi nó gõ bụng bố mẹ là mẹ mẹ bố con muốn được chui ra cõi đời này. Là chính vì mình đẻ nó ra thì mình có trách nhiệm với nó, chứ không có cái chuyện là mà con phải có trách nhiệm bố mẹ. Đó, tại sao chị thấy rằng ở bên nước ngoài có rất nhiều trạm dưỡng não, có con cái vẫn sống 5-7 đứa nhưng bố mẹ vẫn đưa bố mẹ vào trạm dưỡng não, tại vì là con cái nó nghĩ rằng là cái trách nhiệm dưỡng già không phải là cái trách nhiệm con cái. Đó là rất là nhiều cái trường hợp là con cái mà đưa bố mẹ vào trong trạm dưỡng não, đó là chuyện bình thường bên đây, bên nước ngoài. Nhưng bên Việt Nam thì đó là một cái điều mà không tưởng. Chồng em là người rất là phóng khoáng nha. Nói chung là ngày mới quen nhau đã có thể là em nghĩ là chắc là rất ít những người đàn ông nước ngoài làm điều đó được. Quen nhau mới có hơn một tháng thôi. Ngày xưa quen là em không cho về nhà em, tại vì em sợ, tại mình con gái mà mình vẫn cần phải giữ gìn, biết đâu mình không quen người này quen người khác, tự dưng dẫn ông Tây về rồi chẳng may làng xóm người ta nhìn thấy rồi chẳng may không quen rồi không lấy được thì sao, tự dưng dị nghị. Thì em bắt ở khách sạn đó, và ở khách sạn được một tuần thì ông giám là thôi em tìm nhà đi rồi anh mua. Em muốn anh về nhà em ở thì anh mua cái nhà khác thì chúng ta ở. Chứ bây giờ khách sạn nó bất tiện trong cái việc ăn uống chị thì nó cũng khác. Nhưng mà chồng em thì là cái người yêu vợ nên là nói chung em đã huấn luyện hết. Nấu gì cũng ăn. Dạ ăn gì mà có nhưng mà cái sầu riêng ấy chị. Có nghĩa là ít khi mà Tây ăn được sầu riêng. Đúng rồi. Mà ngày xưa em nhớ là mới quen nhau mà em rất là thích ăn sầu riêng. Mà em mua một quả sầu riêng về là trời ơi anh khó chịu rồi nó không có hài lòng. Nhưng mà vẫn vì yêu người yêu mình, yêu vợ mình nên là mình thôi mình phải chấp nhận thôi. Nhưng bây giờ ấy chị, bây giờ còn nghiện hơn em. Đi đâu mà cũng là đi ngang qua bán sầu riêng là phải bắt vợ phải mua 3-4 quả về nhà. Mà ăn có thậm chí ăn lúc 2 quả chỉ sầu riêng. Và một cái món mà em phải đầu độc chồng em ăn được đó là mắm tôm. Tất cả các món đều ăn được là rồi. Quá xuất sắc ấy. Trong cái cuộc sống của Hương, đã bao giờ mà Hương cảm thấy là mình rất là khó khăn, là một cái bước ngoặt thay đổi cái cuộc đời của mình không? Để mình có một cái Hoàng Hương ngày hôm nay. Có chứ chị. Nói chung là em nhớ mãi một câu chuyện mà em đã từng lúc kể với mọi người. Tại sao em làm từ thiện nhiều? Tại vì em nhớ có một lần em bị có nghĩa là như chị nói, em nói với tâm sự với chị rồi đấy, là lúc khó khăn con em đã mở 7 tiệm hoa. Sau đó em phải đóng cửa. Và cái lúc mà em kiệt quệ nhất thì anh chị có biết không, em không có nổi 3 triệu trong tay. Và lúc đó tưởng tượng là mình sẽ phải quay về phòng. Đấy, thì ngay lúc đó em bị bệnh sốt xuất huyết. Thế thì nhân viên đâu có biết đâu là mình bị sốt xuất huyết. Thì bắt đầu em cứ làm đấy ly bì. Thế khi bắt đầu em bị giống như gần như bất tỉnh thì các bạn mới đưa em vào bệnh viện. Bệnh viện thì lúc đấy bác sĩ nói là nếu như em không vào sớm mấy tiếng thì em sẽ chết. Và lúc đó thì phải cần 3 triệu để mà lọc, có nghĩa là phải mua bao nhiêu lít máu ấy để lọc cái hồng cầu hay bạch cầu em không nhớ rõ, để lấy cái đó và truyền về người em. Thì lúc đó em không có tiền. Thì em có nhớ là có một anh mà đã làm trước làm quản lý của em ở cái công ty ngày xưa em làm công ty, thì anh ấy em gọi cho anh bây giờ em như vậy thì anh giúp em. Thì anh đến trong một tiếng sau anh tới, anh Lâm Minh Chánh, anh ấy tới, anh ấy đưa cho em 3 triệu đó, và chính cứu sống em đó đấy. Đã cứu sống em. Và từ đó em nghĩ rằng là với mình có điều kiện thì mình nghĩ là 3 triệu 5 triệu 10 triệu không là cái gì cả, nhưng cũng có thể đâu đấy ở trong xã hội này 5 triệu, 3 triệu, 10 triệu đó cứu có thể được cứu một sống người. Một mạng người. Chính vì vậy nên là em thực sự với chị là những cái đồ em mặc, nhiều người cái bảo Hương Hoàng rất là bình dân. Thực sự tất cả những đồ em mặc trên người em, những cái đồ dùng em, nhẫn kim cương tứ là, hoặc những cái đồ mắc tiền là chồng em mua. Còn bản thân em ấy là em chưa bao giờ mua cho mình một cái gì mắc tiền ngoài cái váy này. Em mặc cái váy này 2 năm rồi. Đó, mà cái máy mắc tiền nhất là 200 euro mà em phải cắn răng chịu đựng, có nghĩa em phải quyết định để mua, tại vì em nghĩ rằng là thế là quá lãng phí. Tại sao mình mang mặc cái túi áo, xách cái túi đẹp, xách cái mặc cái váy đẹp mà trong cái đó là nhiều người đang bất hạnh, khổ sở, tại sao mình không giúp họ? Và tất cả những cái điều mà nhiều người thấy là Hương Hoàng có cái này cái mới, thực sự đó là chồng em tặng em. Còn bây giờ thì ekip thực hiện chương trình muốn nhờ bạn sẽ gửi gắm lại những cái thông điệp, những cái mong muốn của bạn ở trong một cái cuốn nhật ký phụ nữ quyền năng nhé.
Xin mời Hương có thể viết những cái ấp ủ, những cái dự định của mình vào trong cuốn nhật. Chương trình Phụ nữ quyền năng tuần này xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn Hương Hoàng đã đến tham dự với chương trình. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ cho Phụ nữ quyền năng. Rất vui sẽ được gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Khán giả theo dõi chương trình tham gia bình chọn nhân vật phụ nữ quyền năng được yêu thích nhất sẽ có cơ hội nhận được quà tặng, đó là tinh chất nọc ong Halle Mali, sự kết hợp giữa các thành phần thiên nhiên như nọc ong, vitamin C, ơ cùng vàng 24K giúp tái tạo làn da chuyên sâu, không gây đầu đớn, không bong tróc, đến từ thương hiệu Halle Mali. Quý vị khán giả vui lòng truy cập vào fanpage của chương trình theo địa chỉ www.facebook.com/phụ nữ quyền năng vn và bình chọn cho nhân vật mình yêu thích theo cú pháp BNQN khoảng cách, mã số nhân vật, khoảng cách, số người bình chọn giống bạn. Chúc các bạn may mắn! Trong tập tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị khán giả sẽ cùng gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của nữ diễn viên Phan Như Thảo để có thể hiểu rõ hơn về người phụ nữ này. Nếu như cho mình một người mình yêu ơi là yêu luôn, mà các anh đó anh chỉ ở nhà thôi, anh không có gì làm, mà dân anh không có kiếm ra tiền, anh chỉ để nằm cho mình nuôi, mình không lấy anh đó luôn. Mong quý vị và các bạn chú ý đón xem.